Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin. Không chỉ nhảy cực sexy, Ngọc Trinh còn tự tin hát trên sân khấu. Không biểu diễn cách quốc, Ngọc Trinh xuất hiện với vai trò ca sĩ trên sân khấu đêm hội chân dài 10. Tối ngày 16 tháng 6, đêm hội chân dài 10 đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt, trên sân khấu này mà mọi người chờ đợi chính là sự xuất hiện của Ngọc Trinh trong một ca khúc mới tinh. Đây là ca khúc được Ngọc Trinh song ca cùng ca sĩ trẻ Minh Trung. Trước giờ biểu diễn, người đẹp tỏ ra khá hồi hộp. Cô rất áp lực để thể hiện chuẩn xác những vũ đạo phức tạp trong đêm diễn này. Sự xuất hiện của Ngọc Trinh chủ yếu là màn vũ đạo nóng bỏng được cô luyện tập suốt thời gian vừa qua. Ngọc Trinh cùng vũ đoàn đã mang đến một không gian vô cùng sôi động cho các vị khách có mặt trong khán phòng. Đây là lần đầu tiên Ngọc Trinh khoe giọng hát của mình trên sân khấu. Dù phần hát của người đẹp chưa nhiều, Ngọc Trinh xuất hiện sexy trên sân khấu. Cô thể hiện xuất sắc màn vũ đạo của mình. Ngọc Trinh nhảy cùng cả một vũ đoàn. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.